Xin chào các bác nha, em vừa về thêm một cái mã hút âm mới. Thì dòng này năm ngoái năm kia bán khá là nhiều các bác, lành bền, công suất hút khỏe mà giá thành nó hợp lý. Thực ra cái thời điểm này cái máy hút âm nó bắt đầu đầu mùa các bác, anh em thợ nào cũng gom hàng thì không có để về nên giá đẩy lên rất là cao. Đây, ở đây là một cái chiếc hãng Whirlpool này. Con này khá lành bền các bác, mà công suất hút khỏe nhé. Đây. Con này cái tem này còn ghi năm sản xuất đấy các bác này. Này 2013 luôn này. Tem zin đấy các bác. Em để mã số 1 nhé. Con máy cực đẹp luôn. Hút ẩm lốc khỏe. Lốc bọn này là Panasonic. Đấy. Công suất hút của nó 20 lít một ngày các bạn. 20 lít một ngày các bạn. Yeah. Điện 220V đến 240V nhé. Ga 134 11,8 kg nặng. Máy nguyên bản rất là đẹp các bạn. Có đèn nano silver khử khuẩn này. Bình nước to đẹp, màu xanh trong đẹp, bình nước to các bạn. Vai sách. Cửa gió đảo tự động. Hẹn giờ 12 tiếng, nhiều chế độ hút. Cao auto thấp chế độ sấy quần áo, và mùa nồm thì thực sự ra các bác sấy quần áo cực sướng luôn. Đấy. Yeah. Một con máy quá đẹp. Trước này em bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Các bác có nhu cầu thì có ủng hộ 20 lít một ngày, giá 3,2 triệu, điện 220V. Quá ngon luôn. Hợp lý về giá thành. Chào các bác.